Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Rồng Sinh Tồn. Và hiện tại thì bộ giáp Netherite của mình chế tạo mới thời gian gần đây thôi. Nó đã tan tành sau khi mà mình có một cái trận đại chiến với một cái con boss bên địa ngục. Cũng may là nó chưa có kiểu như là bị mất luôn ấy. Nên là mình còn cơ hội sửa chữa và dùng nó lại. Nhưng mà tạm thời thì chắc mình sẽ chế tạo một bộ giáp hoàn toàn mới đi, từ một cái vật liệu mới luôn. Đó chính là những cái vảy rồng băng. Mình có săn được một vài cái con rồng băng và mang vảy nó về rồi. Bây giờ là thời điểm thích hợp để mình sử dụng nó để chế tạo ra một bộ giáp mới thôi. Đây, mình có được một mớ vảy, chính xác hơn là 25 vảy, đủ để mình làm một bộ giáp hoàn chỉnh. Đây, mình sẽ làm liền luôn. Đầu tiên là một cái nón, cũng như là một cái ủng. Sau đó là một cái áo và một cái quần. Dạ thì lên đồ thôi, để coi coi cái set giáp gồng băng này nó sẽ cho mình bao nhiêu giáp đây. Nó cho nhiều giáp hơn cái bộ giáp bằng netherite của mình nhớ. Dư ra được 3 cái ống giáp kìa. Và khi mình kích hoạt cái kỹ năng tăng giáp của mình lên nữa thì mình sẽ có được tổng cộng là bao nhiêu giáp đây. Cho mình thêm tới tận là 4 giáp rưỡi luôn. Uầy, 4 giáp rưỡi cộng thêm là nhiều lắm đấy. Nói cộng thêm giáp mới nhớ. Mình có săn những cái tên cướp dân làng. Đây, nó cho mình những cái Ravage Grab này. Cái này thì mình có thể dùng nó để chế tạo một cái thứ khá là hay ho. Đầu tiên mình sẽ lấy thêm sắt. Rồi mình sẽ ghép nó lại theo công thức như vậy thì phải. Đó, mình sẽ được một cái Ravage Metal. Và từ cái này, mình sẽ kết hợp thêm với những cái da gấu. Thì mình sẽ có được một cái bùa. Và cái bùa này thì nó sẽ cho mình thêm hai giáp nữa. Mình sẽ gắn nó vào người trước cái đã. Cái bùa này gắn vào đâu đây? Để coi gắn nó chỗ nào là hợp lý ta. Đây, gắn tiếp ở dưới nè. Vô. Giờ thì mình đã có tổng cộng là 5 giáp cộng thêm. Sau khi búp hiệu ứng các thứ đồ. Khỏe phết đấy chứ. Nhưng mà để khỏe hơn thì chắc mình sẽ cường hóa bộ giáp này sơ sơ một xíu nha. Bữa nay chắc mình phải dùng kinh nghiệm thôi. Chứ mình mà tiết kiệm quá là thành thử ra lại yếu ấy. Phải đầu tư một bộ giáp cho thật là xịn. Cũng như là để trả thù những cái con mà nó dám bán thành cho mình trong thời gian vừa qua. Rồi, đầu tiên là mình sẽ cởi ra trước bộ giáp nè. Rồi, cường hóa thôi. Mình vẫn sẽ ưu tiên hàng đầu là cái dòng bảo vệ nha. Có là mình sẽ lượm liền. Đây, chẳng hạn như là cái quần bảo vệ 3 nè. Lượm luôn. Dài, có thêm chậm hỏng nữa, quá tốt. Cái áo tốt này. Chậm hỏng và bảo vệ 4 luôn. Một cái ủng giảm sát thương khi rơi. Uầy, tốt này. Ngoài việc bảo vệ ra thì mình cần một cái ủng giảm sát thương khi rơi để những cái tình huống mình té từ trên cao xuống mình sẽ đỡ mất máu hơn. Rồi, tuy nhiên thì nó không có thêm bảo vệ thì cũng hơi tiếc. Bảo vệ 3 là cái dòng cường hóa dành cho cái nón. Lượm luôn. Ok, như vậy thì hiện tại cái set đồ rồng băng của mình đã được mình cường hóa full những cái dòng mà mình nghĩ là tốt nhất hiện tại rồi. Còn cái giáp netherite thì mình sẽ cất nó đi. Nó cũng đã gắn bó với mình một khoảng thời gian khá là vất vả. Ăn biết bao nhiêu hành chung với mình rồi đó. Mong là với set đồ mới này của mình thì mình sẽ không còn phải ăn hành giống như lúc trước nữa. Rồi bây giờ thì sau khi có set đồ mới ngon lành canh đào thì mình sẽ lên đường và đi trả thù liền. Đầu tiên mình sẽ trở lại cái ngọn đồi. Cái ngọn đồi đó là lúc mình đi tìm cái nơi ở mới. Mình có đi ngang thôi và cái kết là bị những cái hồn ma nó dí và chạy muốn tuột cái quần luôn. Ví dụ nó dí mình thì cũng không sao đi ha. Mà nó dí rồi nó còn quýnh hồi đồng mình nữa. Tức cái lồng ngực lắm nên là giờ mình mạnh lên rồi. Mình phải trả cái mối thù đó mới được. Ok. Đây, tới nè. Mình thấy cái thuyền mà lúc mình quýu quá mình đặt xuống nè. Và trong kia chính là chỗ của mấy cái hồn ma á. Đâu, xuất hiện đi mấy nhóc. Ban ngày chắc mấy thanh niên này không dám xuất hiện đâu. Ban ngày vẫn xuất hiện. Này thì xuất hiện, quýnh gái cho đăng xuất khỏi trái đất luôn. Này thì xuất hiện hả? Nữa nè. Thích như nào? Đăng xuất khỏi trái đất đi. Đấy, cái giá của việc dám cà khịa mình đó. Giờ thì mình sẽ đập cái rương bị dính lời nguyền này. Nguy hiểm lắm. Còn dưới mấy cái chỗ này thì không có dấu rương ha. Cũng khá là tiếc. Ơi, nó có cái bông quy đờ này được nè. Mình lượm mang về luôn.
Ngoài ra thì nó còn cho mình một cái cây kiếm đồng ở phía bên trong cái rương này. Ừ, kiếm này chắc để trưng bày thôi. Ôi, à, cái hồn ma này. Thì ra ngươi chọn cái chết. Đâu rồi? Đi ra chỗ khác. Đăng xuất khỏi trái đất đi. Bọn chúng chỉ ăn hiếp mình được lúc đầu thôi, chứ bây giờ mình khỏe hơn rồi. Hơi bị khó để ăn hiếp đấy. Bạn bị kinh rồi. Ngoài ra thì mình còn nhớ là cạnh cái chỗ này, lúc mà mình mải mê mình chạy á, mình còn phát hiện ra nó có một cái vùng đầm lầy, và chỗ đó hình như có quái vật khủng xuất hiện hay sao á. Mình phải trở lại đó mới được, để tìm hiểu tung tích của con quái vật khủng đó. Ê, đây 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 đây, mình đã thấy được tên của con quái vật khủng đó rồi. Nó có tên là Toad Sentinel. Toad Sentinel là con gì đây? Đã vậy ở đây còn có một ngôi làng nữa nè. Mình phải bảo vệ ngôi làng này bằng cách tiêu diệt quái vật đó thôi. Ơ nhưng mà sao? Sao mình mặc full giáp xịn rồi mà mấy con quái vật nó đánh mình vẫn rất là thốn nha. Có một con xương thôi mà nó bắn mình một mũi tên mất một trái tim rưỡi. Oh my god thiệt. Phải né kẹo để nó bắn trúng nữa. Rồi và cái làng có cái waystone á, nên mình sẽ ghé qua mình đặt cái waystone mới được. Đây là hình như là ngôi làng thứ ba rồi đó. Ngôi làng số 3. Cái gì vậy? Ôi con chim này. À, mình bị chim tấn công. Mấy con chim vô duyên. Chính nó. Hôm bữa mình đi ngang cái vùng này cũng bị chim tấn công. Bây giờ trở lại cũng bị nó tấn công tiếp. Cay thế nhờ. Những con chim khốn kiếp thiệt. Hôm bữa mình mới nướng một đàn rồi đó mà nó chưa sợ. Ở đây có dùng đầm lầy hả ta? Ok. Để mình sẽ leo lên thuyền, mình khám phá thử. Nó đâu nhờ? Đằng kia chắc. À đằng kia kìa. À chính xác rồi. Chắc là chỗ đó, khu vực đó đó. Mau vậy, mới đây là tới rồi. Nữa, thích bắn không? Thích bắn không? Mình đốt luôn. Giờ ngọn lửa từ cái hơi thở rồng mình á, rất là mạnh luôn rồi đó. Ôi. Rồi lại gặp cái con zombie mà chiên phóng ngọc Ender nữa. Quá trời quá giật, nó cà khịa trên cái đường mình tới chỗ con boss này luôn á. Còn con nhỏ này nó trả cái thuyền cho tôi. Trời ơi, leo lên thuyền của người ta. Gì mà vô duyên vậy. Con hồn ma này đi dạ. Đăng xuất khỏi trái đất đi. Bất ổn thiệt sự. Đấy, thức đêm là vậy đó. Đối diện với rất là nhiều sự bất ổn luôn. Rồi và mình đã tới chỗ của con boss Toad Sentinel. Nó đâu? Ô, nó là con ếch. Ôi. Ở đâu? Ai? Trời, con ếch mạnh vậy, nó nhảy lên một cái beng luôn. Ếch xác hay sao á? Nó đâu rồi? À đây kìa, nó kìa. Để mình kích hoạt cái năng tăng giáp của mình lên cái đó. Dạ, nó đánh mình đau quá. Ui, nguyên đàn chim tới. Ui, tôi xong rồi. Mình phải xử đàn chim này trước. Đàn chim thấy ghét. Nướng hết nguyên đàn chim luôn. Ây da, đồng thời mình cũng lọt xuống nước mất rồi. Đó. Cái giá của việc dám bứt lòng chọi mình là vậy đó. Ui, cái đêm ở cái vùng này nguy hiểm quá đi. Phải đánh nhanh rút gọn rồi về nhà ngủ một giấc thôi. Rồi, trở lại với cái con boss Toad Sentinel kia nào. Mình sẽ tấn công nó bằng một quả cầu lửa để lấy ưu thế trước mới được. Để xem. Khá là thốn. Tiếp theo là mình sẽ nướng con ếch này. Ây, nó nhảy đó. Ui da, nó nhảy cái beng luôn. Ôi, nó còn xài chiêu lửa dài nữa. Bữa nay mình sẽ đãi các bạn ăn món ếch nướng. Này thì con ếch. Ây, mình hết thanh năng lượng rồng rồi. Con ếch này nó trâu quá. Này thì ếch trâu nè. Mình cũng trâu lắm. Ừ đúng rồi, Ripper nổ nó. Nổ nó đi Ripper. Ừ. Mình sẽ nhờ Ripper trợ giúp. Wow, nó nhảy mình bị chảy máu rồi. Mình sắp làm được. Này thì ếch nè. Yo. Mình đã chính thức hạ được cái con ếch ở cái vùng đầm lầy này rồi. Ui, những cú nhảy của nó giống như là trời giáng vậy. Nghe keng 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 luôn. Và không biết chỗ ở của nó có dấu rương không nhờ. Có vẻ là không có dấu rương rồi. Và đồng thời khi mà mình tiêu diệt nó thì nó cũng cho mình những cái thịt của nó nè. Thịt của con ếch này á, thì khá là tốt đối với rồng rừng. Còn mình là rồng hang động ấy nên
chất nó sẽ không tốt lắm đâu. Ngoài ra thì nó còn cho mình một cái con mắt. À không, con toát. Toát hình như là không phải con ếch. Con này con cóc. Nhâm nhâm nhâm. Đó là con cóc nha. Nhưng mà mình lỡ lụm cục kẹo đó rồi. Thì thôi mình sẽ gắn con mắt của con cóc này vào những cái slot này đi, coi như là chiến lợi phẩm. Ôi. Ủa, mình mới tạo ra đệ tử cốc này. Mỗi khi mình đeo vào là mình sẽ lập tức có đệ tử liền luôn. Đây, mình sẽ đeo lại nè. Gắn vào. À, ra là vậy. Rồi, không biết đệ tử của mình khi chết có hồi sinh được không ta? Ồ, chắc phải thí nghiệm mới được. Tự nhiên bây giờ mình lại có thêm đệ tử bất đắc dĩ nè. Được, leo lên thuyền đệ tử. Đúng rồi. Yo. Mình với đệ tử của mình sẽ đại náo cái vùng đầm lầy này ha. Ôi. Ây da, mình đánh nhầm ạ. Ôi chết, mình đánh nhầm đệ tử của mình rồi. Ôi. Hình như đệ tử của mình chỉ có một mạng thôi á. Ây da, căng người ta. Nãy mình còn lỡ đánh trúng nữa. Ok, đi theo mình. Vô đây. Ở đây có ông hàng xóm kiểu khó tính nè. Ok, nhưng mà đừng làm gì ếch cốc của mình là được. Khó tính nhưng mà có ngọc lục bảo là mình thấy cũng ok. Có vàng nữa nè. Rồi, mình sẽ tặng cho vài cái mầm cây gạch đá xây nhà mới nha. Đây là con Hydra. Cạnh nhà ông hàng xóm thì còn có một con Hydra nữa. Kèo căng để mình chủ động tấn công để lấy lợi thế trước rồi đã. Kìa, nó trong kia. Chắc mình phải... Ê, cái gì đó, con nào đánh lén. Trời ơi, người ta đang cận chiến. Đúng rồi, cắn nó cốc. Trời ơi, cốc của mình yếu quá vậy. Ôi no, cốc của mình yếu xìu hả. Không mạnh như mình nghĩ rồi. Không có những cú nhảy trợ giáng giống như là cái con boss hồi nãy mình đánh ha. Vậy thôi, chắc mình sẽ cất cốc của mình vô đi. Để tránh vướng bận chân tay. Giờ thì mình sẽ tập trung. Ôi, con hay ra tìm mình cơ. Giờ mình sẽ tập trung toàn lực để tấn công nó trước rồi đó. Rồi, mình đã cấu rỉa được một cái đầu của con hay ra. Tiếp theo là nướng nó thôi. Thịt hay ra nướng nào. Bữa nay mình sẽ mần gỏi con hay ra này. Đâu, nó đâu ạ? Ấy da. Độc không ạ? Ui, nó đâu rồi? Ui, nó lọt xuống cái hồ nước rồi. Ui, nhưng mà mình cũng hết năng lượng rồng. Cái độc của nó ghê quá. Nó đâu rồi? Ủa, nó đang bị cháy tít ở dưới nước rồi. Không biết cái nước đó có sao không nữa. Khổ máu luôn. À quên mình. Ê quên. Mình không được xuống nước. Nhâm. Ê, con hay ra đây. Ô. Ui, chết rồi. Mình sẽ lượm cục kẹo đó. Này thì dám hồi máu hả? Mình không có thấy nó nhưng mà mình cứ đánh thôi. Nó trốn dưới nước mất rồi. Ôi, như vậy thì mình sẽ mất mạng mất. Yêu. Nguy hiểm quá đi. Không biết cái nước đó là nước gì á. Giờ có môn dụ nó ra khỏi cái hồ đó thì may ra mình mới thắng được thôi. Thôi. Giờ nó không có trong đây thì mình tranh thủ mình lượm sách của nó luôn. Nè, sách bảo vệ nè, tốt quá nè. Còn gì nữa không? À, có đúng một cái rương thôi. Ủa, đây còn có thịt gì nữa đây. Mà nó khôn quá, nó biết mình sợ nước á. Cái là nó lũ xuống hồ nước để nó chiến đấu với mình luôn. Chết tiệt thiệt. Ờ, ngươi lên bờ đi. Ngươi nhìn ta cái gì? Bắn rụng đầu ngươi luôn nè. Này thì dám nhìn mình hả? Ây da. Khó khăn lắm mới ẩm được nó. Đem ra khỏi cái dũng nước kia. Rồi, thời khắc quyết định đã tới. Tăng giáp lên trước rồi đã. Nãy giờ gần hết cái thời gian. Ê, nó lại nhảy xuống cái hồ nước nữa rồi. Trời, cái con này nó lầy thiệt chứ. Thì ra ngươi muốn ha. Nơi yên nghỉ của ngươi là ở dưới chứ gì. Mình sẽ cho nó tội nguyện. Xúc luôn. Bệnh gì cỡ. Nhào vô. Ây da. Ui da, sao nó hồi máu ghê vậy. Con này nó hồi máu ghê quá. Ui, những cái đòn cận chiến của mình không xin nhé.
Như vậy thì hiện tại sức tấn công của mình còn hơi yếu nha. Trời ơi, bây giờ nó mọc hình như mấy cái đầu rồi. Cỡ 9 cái hay sao rồi. Mình cứ đánh một cái là nó sẽ mọc quá trời đầu luôn. Mình cứ đánh rụng một cái là nó sẽ mọc ra hai cái một lượt á. Ghê chưa? Nè. Đó, rụng rồi đó, bắt đầu nó chuẩn bị mọc lại nè. À, bị cháy. Ừ. Vừa cái tỏi. Mình sẽ thử sức thêm một lần nữa. Let's go. Lần này thì mình sẽ hạ quyết tâm rồi. Hãy giết nó cho bằng được. Thiêu rụi nó. Rồi. Áp sát và đánh cận chiến nó nào. Ui, mình còn có ông trợ giúp nữa. Đúng rồi. Mình và ông sẽ cùng nhau hợp sức. Nó còn 40 mấy má thôi. Cố lên. Đừng làm được rồi. Lần này mình sẽ đánh liên tục luôn. Càng thấp máu thì nó hồi phục càng dữ kìa. Ngọn lửa rồng của mình mạnh như vậy mà không suy nhê nó. Nó còn có một cái đầu thôi. Sao một cái... Ê, đây rồi. Ô. Trời. Nó còn có đúng một cái đầu thôi mà sống đúng dài luôn. Tí nữa là mình hẹo theo nó rồi. Quay nguy hiểm quá đi. Wow, không ngờ cái con Hydra đó lại có sức mạnh hồi phục cao tới vậy. Chỉ có một cái con Hydra thôi mà nó đã gây áp lực cho mình tới như vậy rồi. Và khi đánh bại nó thì nó sẽ cho mình được những cái răng nanh. Cái răng nó có thể làm được mũi tên độc. Chỉ vậy thôi à. Ây da, đánh đỏ vậy là hơi lỗ nha. Trời đất ơi, nó quýnh cho mình bầm dập luôn á. Giáp các thứ đâu. Muốn gách hết luôn rồi. Khó khăn lắm mình mới chế tạo được một cái set giáp gồng. Mình không thể để mất cái set giáp một cách oan uổng như vậy được. Mình sẽ đi chế tạo mấy cái kệ sách. Rồi, mình sẽ làm cỡ hai kệ đi. Sau đó thì mình sẽ biến nó thành cái bục để sách luôn. Xong rồi mình sẽ đi dạy nghề cho một cái dân làng nào đó gần đây. Với hy vọng là mình sẽ kiếm ra được một cái dân làng bán cho mình quyển sách sửa chữa và mình sẽ ghép vào cái set giáp của mình. Ngọc lục bảo thì mình còn nhiều lắm. Đấy, mình sẽ mang theo luôn đi. Em nhiều xíu. Sách thì có sẵn. Rồi, giờ thì... À quên, còn thiếu thức ăn. Để mình chạy về nhà mình lấy ít thịt nướng ra mình ăn cái đó. Thịt nướng đây. À, bị nhiều thịt bò khét luôn á nha. Tha hồ mà ăn. Rồi. Ờ, có nên dắt theo ngựa đi không ta? Trời gần tối rồi. Trời tối ngựa đi ra ngoài sẽ không bị cháy nữa. Chứ trời sáng thì đi khá là tội nghiệp ngựa xương. Kiểu em sẽ bị cháy ấy. Và ngựa xương thì đi dưới nước khá là nhanh luôn nha. Không biết mình có thể lặn theo được không? Ê, mình không thể lặn theo được. Ui da, trời. Ui, tôi sống ơi. Lên bờ lẹ em ơi. Ui. Tí nữa thì đi luôn rồi. Nhưng mà phải công nhận là ngựa xương chạy dưới nước nhanh thiệt. Chỉ có thể chạy dưới nước thôi nha, chứ không phải thể chạy trên mặt nước đâu, nên là cũng phải cẩn thận. Mình nhớ không nhầm thì gần nhà mình cũng có một cái ngôi làng á, để mình qua đó mình coi có dân làng nào chưa có nghề không, mình dạy nghề thử. Đi tới làng. Nhưng mà đi ban đêm cũng cũng hơi làm phiền người ta nha. Đêm hôm kêu khuất ghé qua dạy nghề à. Bó tay mình thiệt. Nhưng mà hết cách rồi. Coi. Ú, một bé dân làng đầu tiên. Ê, ngựa đừng chạy. Dân làng này là... Ủa, cái này giống thủ thư vậy? Ồ, đổi sách, lấy ngọc lục bảo, các thứ đâu nè. À, hình như cái bé này học nghề trong đây. Nếu như mình đoán không nhầm, mình sẽ đập mấy cái đồ nghề của bác ấy ra. Mình đặt cái nghề mới. Đúng không? Ồ, chính xác luôn. Rồi, nhốt bác này lại trong này. Ở đây làm việc xíu bác ơi. Đây, thức dậy, ngủ nghe tầm này nữa. Rồi, học nghề đi. Thiệt luôn hả trời. Gần một tiếng đồng hồ rồi. Ngồi sao quần với bác này mệt luôn á. Mà chưa có ra cái quyển sách sửa chữa là sao ta? Khó kỳ đấy. Thôi mà, đừng nhỏ như vậy nữa mà. Rồi luôn, xác định rồi. Rồi, về nhà thôi. Còn bác thì không có được đi ra đâu, ở đó. Về nhà mình lục cái thùng rương chứa sách của mình mới được. Mình nhớ không lầm thì trong đấy sẽ có được một hay hai quyển sách sửa chữa gì đó.
mình có từ giai đoạn rất là sớm luôn. Nếu không làm là đâu bên đây. Chính xác nè, một quyển. Ồ, vậy là có một quyển thôi chứ không phải là hai quyển nha. À, một quyển thì mình sẽ lựa chọn một là ép vô nón, hai là ép vô ủng này. Thôi được rồi, mình quyết định rồi, chắc mình sẽ ép vô cái nón á. Đây, cái nón thì ít ra nó cũng cho nhiều giáp hơn là cái ủng mà. Mình sẽ tốn thêm hai kinh nghiệm nữa. Nhưng mà không sao. Rồi, giờ thì mình đã có được một cái nón sửa chữa. Còn cái ủng này thì chắc mình sẽ dùng tới một giai đoạn nhất định nào đó cái mình sẽ cởi ra để tránh trường hợp là nó bị rách luôn ấy. Vậy là bây giờ thì ngoài việc đi khám phá ra thì mình còn phải đi săn thêm rồng nữa cơ. Nếu không thôi thì sắp tới mình sẽ hết vảy rồng để có thể chế tạo thêm giáp đấy. Căng rồi. À, tí nữa thì quên. Mình sẽ đi lượm thêm trứng gà. Mình có bỏ vô... Đây. Đây, nó đẻ thêm nè. Mình lượm thêm trứng gà mình mang theo mới được. Đi vô trong. Thôi xong rồi. Thôi xong. Vô lượm có mấy cái trứng gà mà gà chạy không còn một con luôn. Ủa? Dấu vết của một con rồng băng. Ồ, đằng trước luôn. Ồ, đâu, nó cái bên. À, thôi mình tới. Ê, chết rồi, không kịp tăng giáp rồi. Ây. Chưa, để mình cấu đĩa nó bằng cái đòn quả cầu lửa trước rồi đó. Ok, tiếp theo là phun lửa đó. Thì nó đóng băng mình rồi. Mà không sao, ngọn lửa của mình chắc sẽ hạ gục được nó thôi. Ui, nhưng mà để cái thanh năng lượng nha, mình hết năng lượng rồng rồi. Chuyển sang đánh giáp lá cà với nó nào. Mình sẽ đánh nó, mình chỉ cần đánh trúng thôi là nó sẽ bị đóng băng cho xem. Này thì rồng băng nè, dám bay hả? Ai cho bay? Đứng lại. Mình quýnh nó chảy máu sao rồi. Này thì rồng băng. Vô. Hồi nãy mới than là hết vảy rồng để làm giáp thì giờ gặp liền một con rồng băng á. Mình hên thiệt sự. Mình sẽ loot vảy của nó liền. Ố, nó còn cho mình thêm một trái tim nữa cơ. Tuy nhiên thì không được nhiều vảy cho lắm, có 14 vảy thôi. Thôi kệ, ăn ủi được một trái tim Elder cũng được. Và khi ăn trái tim này thì mình sẽ lên được thêm một tuổi nữa. Giờ thì mình đã là một chú rồng 22 tuổi rồi. Quá là tuyệt vời. Tổ con rồng này thì có vẻ cũng không có quá khá giả đâu. Chỉ cho mình thêm ít Sapphire thôi. Cũng tạm. Cạnh tổ rồng mình còn gặp được một cái công trình gì nữa nè. À, đây là một cái tòa tháp phong cách Nhật Bản. Wow, khá là bự luôn. Cơ hội để mình cày thêm đồ đây rồi. Có con nào cày khỉa mình không? Ồ, không có con nào hết. Ơi, có rồi. Không sao. Chỉ với vài đường cắn cơ bản thôi là mình đã hạ được nó. Trong đây có thêm kim cương đồ này. À, táo vàng nữa chứ. Rồi, thử lên trên nào. Lên trên hồi nãy mình thấy con Ripper 2 sao á. Cẩn thận nha. Giờ mình gặp mấy cái con nào mà nó 1-2 sao là mình cũng hơi rén đấy. Kìa, Ripper 2 sao mình thấy kìa. Ủa, đâu phải. Nó chạy đi đâu rồi. Ui, Ripper này là Ripper biết xài ngọc Ender. Ôi trời. À, kìa, Ripper 2 sao mình thấy kìa. Ouch. Trời ơi. Đó, nó nổ mình một phát một từ dưới mà văng tít lên đây luôn là các bạn hiểu rồi đấy. Nguy hiểm lắm. Rồi, tranh thủ lút lẹ trong đây rồi chuồn thôi. Chạy. Đấy rồi. Yes. Mình đã tìm ra được một cái đàn rồng tí hon ở một cái vùng đồng bằng mới rồi. Bây giờ ở đây có con xương. Đi ra chỗ khác để người ta thuần phục rồng nào. Mình sẽ lấy trứng ra, tại vì trứng là món ăn khoái khẩu của loài rồng này. Ơ, mình gặp một cái nhóc rồng tí hon bạch tạng. Rồng tí hon màu trắng, đây là hàng hiếm nha. Rồi, một phát ăn luôn. Ơi, bữa nay mình hên hơn rồi. Hai nhóc. Ây, ăn đi. Rồi, ba nhóc. Ơi, đừng cắn nhau. Bốn nhóc rồi. Còn nhóc nào nữa không? Hồi nãy mình thấy bên đây còn hay sao á. Nè, còn nè. Mình còn trứng. Năm nhóc.
Còn nhóc nào nữa không? Wow, mình thuần phục được cả đàn luôn. Thích quá à. Đấy. Đi xuống đi cưng. Rồi, giờ mình sẽ dắt theo. Đợi quân rồng tí hon của mình đi quẩy thôi. Ê, phía xa xa có con rồng lửa. Ui ui ui, mấy em ơi, con đó là không phải đối, mình không phải đối thủ của nó đâu. Bây giờ mình sẽ coi coi mình dắt rồng mình về trước cái đã. Mình không đủ những cái mốp cáp chua để mình bắt hết rồng về rồi. Mình chỉ bắt được hai nhóc thôi. Mình có dây không? À mình có dây, may quá. Mấy nhóc còn lại thì chắc mình sẽ dắt về nhà đi. Tại vì mình không muốn phải hy sinh thêm bất kỳ cái nhóc rồng nào trong những cái trận chiến nguy hiểm đâu. Mình chắc chắn là kiểu gì con rồng lửa nó phun lửa là sẽ có một số nhóc rồng sẽ bị nướng chín đấy. Chưa. Ở dưới gốc cây này mình thấy có một nhóc đang ngủ say sưa nè. Ê đừng có cắn. Ui. Rồng nóng tính vậy. Rồi, thuần phục luôn. Vậy là nguyên cái đàn rồng mình đã thuần phục hết luôn rồi ha. Về nhà với anh mấy cưng ơi. Con thằng ơi, cái em này ngủ cò cò trong kia mà mình. Trời đất ơi. Bó tay luôn. Ui, đứt dây à. Để mình ra ngoài mình dắt vô cái đó. Thiệt luôn á, không tin là có thể ngủ được như vậy luôn á. Ủa chạy đâu rồi? Thôi. Đây ngủ đây nè. Mèn đất ơi. Ngủ gì mà ngủ say sưa dữ không biết nữa. Đây mình sẽ ra lệnh cho những cái nhóc rồng này ngủ ở nhà đi. Đừng có đi theo. Ở nhà ngoan. Wow. Hình như đây là nhóc rồng kiểu đầu đàn nè. Ok, mình sẽ phong cái nhóc rồng bạch tạng này làm rồng đầu đàn đi ha. Đã thiệt cả chứ. Nuôi rồng giống như là thú cưng trong nhà vậy á. Rồi, giờ thì một thân một mình sẽ trở lại cái vùng đồng bằng hồi nãy để mình tính sổ cái con rồng lửa. Hy vọng trận chiến này mình sẽ tiếp tục giành chiến thắng giống như trận chiến vừa rồi. Mình phải chăm chỉ tập luyện mới được. Giờ chỉ có những con rồng bình thường này thôi mà mình không đánh bại được thì làm sao mà sau này mình trả thù được những cái mối thù vừa qua. Đâu rồi con rồng đâu? Đứng lại. Kìa, nó đứng trước mặt mình kìa. Tranh thủ đây búp miếng giáp coi. Cái gì nữa vậy? Sao mất máu nữa vậy? Rồi, búp giáp xong rồi. Giờ thì tới cú kiểu con rồng nào. À, ngươi chạy à, sợ chạy rồi chứ gì. Này thì chạy đi đâu. Chạy qua đây. Tính sổ nào. Ừ, mình sẽ thử phun lửa nó. À, và vì đây là rồng lửa nên là nó miễn nhiễm với lửa của mình hoàn toàn rồi. Nhưng mà không sao. Những cú cắn của mình thì nó không thể miễn nhiễm được đâu. Ui, nó hất mình. Được á, con này xanh chín à. Không cho phun lửa là ok nè. Mình cũng không phun lửa luôn. Đánh giáp lá cạ nhá. Không chạy nhá. Vô. Để coi con rồng nào mạnh hơn. Rồi. Nhờ có cái kiểu như thanh kiếm rồng băng mình trang bị vào. Thế nên là những cú cắn của mình khiến cho con rồng lửa này không thể chạy được luôn á. Không thể bay được luôn. Quá là lợi hại. Và bây giờ thì mình sẽ lút sạch xanh những cái vảy của nó. Lần này thì được 26 vảy. Dài, bữa nay mình kiếm được nhiều vảy rồng quá. Tương lai là mình có thể có thêm giáp rồng để mặc rồi. Mình sẽ không quên là ghé qua cái tổ của nó để kiểm tra. Đó, nó cũng giấu ngọc lục bảo các thứ rồi nè. Ui, kim cương nữa chứ. Ê, mình còn phát hiện ra là gần đây có mấy cái nàng tiên trộm cắp kìa. Wow, cẩn thận nha. Mình mà bất cẩn thôi mấy nàng tiên trộm cắp đó sẽ lấy đồ của mình đấy. Đó, định đi theo ăn trộm đồ mình hay gì đó. Chạy. Ăn trộm. Gì? Trời ơi, lộng hành vậy. Thôi. Đừng. Ủa, có lượm được món đồ nào gì của mình chứ vậy? À, hình như chưa. Trời ơi, ăn trộm giữa thanh thiên bạch nhật gì đó. Cũng xinh đẹp dễ thương chứ bộ, mà sao hành động như kỳ cục à. Đừng để sự dễ thương đó đánh lừa nha. Bịp ấy. Ồ, đây có táo vàng nè, lượm luôn. Thôi, chạy. Để kẻo mà hồi bị chấn lột không còn món đồ nào trên người nữa thì toan. Ồ, và bây giờ mình mới phát hiện ra là mình đã khá là bự so với cái cửa rồi. Cái nhà của cái bác hàng xóm khó tính này mình không chui vô vừa nữa.
rồi luôn, mập rồi, toan rồi. Ai rồi cũng sẽ lớn thôi, rồng cũng vậy, rồng cũng không ngoại lệ nha. Này, cái này mình cũng đi không lọt nữa này. Ủa hả? Ui, gần đây có một cái con rồng. Rồng lửa. Nó tàn phá một cái ngôi nhà của cái bác hàng xóm khó tính kìa. Ui. À không, đó là nhà của bọn cướp dân làng. Chưa chưa, để mình gần gần coi coi bọn cướp dân làng sẽ xử con rồng này làm sao nha. Ví dụ mà dân làng xử xong cái mình lại mình lút cái xác con rồng. Trời ơi, việc nhẹ lương cao. Ôi. Xong rồi. Trời ơi, bọn cướp dân làng này ghê quá à. Con rồng chà bá lửa vậy mà nó xử bắn nhỏ nằm một đống rồi. Yêu. Lúc đầu là mình còn thấy kiểu như là phẫn nộ trước con rồng, nhưng mà giờ mình đồng cảm với nó rồi đó, tại vì mình cũng là rồng mà. Thôi thì mình sẽ giúp con rồng này xử cái mối thù. Ôi, nhưng mà trời mưa rồi. Ê, ê, núp 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 núp. Ủa, cái gì đây? Trời ơi, đang đánh nhau, chuẩn bị đánh nhau thì trời mưa. Mình vẫn là rồng nhỏ như ngày nào nhá. Mèn nét ơi. Thôi mình sẽ đặt cái tấm vàng bạc châu báu mình ngầm ngủ rồi được không? Trời này mình không ngủ được. U là trời. Nhưng sao ta? Giờ mình chỉ có thể núp trong đây thôi chứ mình đi ra ngoài nè. Là nước mưa nó chỉ cần nhiễu vô đầu mình là mình mất máu dữ lắm. The next day. Trời tạnh mưa, trời tạnh mưa. Thôi mình tới. À, cái tên này còn ra đi kiếm chuyện với mình nữa. Người tới số rồi. Người kiếm chuyện với ai? Vô, xúm xúm lại nào. Hồi nãy ngươi ăn hiếp rồng đúng không? Giờ ta sẽ ăn hiếp các ngươi lại. Đón nhận cái ngọn lửa thịnh nộ của ta đi. Ui, nhưng mà mình hết năng lượng rồng ạ. Bọn chúng còn bắn đồng minh của chúng nữa chứ. Bó tay thiệt. Rồi, tới cục kẹo thôi. Phun lửa. Ui, ui, chết chết, mình phun nhầm gấu rồi. Ui, cái gì đây? Ô, có nguyên một đàn kỵ sĩ đang đi tấn công bọn cướp dân làng kìa. Wow, kỵ sĩ xuất hiện. Ủa, đó là ai vậy? Giống như hoàng đế hay là nữ hoàng gì đấy? Chưa chưa, để mình theo dõi trận chiến này coi. Wow, hiếm lắm mới gặp kìa. Để coi coi quý tộc quýnh nhau như thế nào đây. Mình thấy quýnh nhau cũng căng lắm. Này, cưỡi ngựa đồ các thứ. Ôi, hình như quý tộc bị cướp dân làng thủ tiêu hay sao rồi. Ồ, chính xác. Trời ơi, quý tộc kiểu gì mà mới ra trận đi rồi. Ui, nguy hiểm quá đi. Ôi, còn đánh mình nữa. Ê, cái gì đây? Cái gì vậy bro? Ây da, chết rồi, mình lỡ đánh nhầm rồi. Ô, tôi lỡ tay thôi. Nhưng mà thôi, giờ thì chắc mình sẽ tập trung chuyên môn, đó chính là lút xác con rồng này rồi chuồn thôi. Ở đây cũng khá là lâu rồi. Nội trú mưa thôi là thấy cũng mất hết cả ngày rồi đấy. Và con rồng này thì chỉ cho có 11 cái vảy thôi. Ít quá à. Ồ, rồng thì bự mà cho ít vảy quá đi. À, hình như rồng này làm tổ kế nhà của bác hàng xóm nè. Ồ, cái đi dạo qua đây cái là bị cướp dân làng bắn chết luôn. Đấy, mình sẽ tóm tắt cái cuộc đời của con rồng hồi nãy là như vậy á. Ừ, lúc đầu cũng thấy phẫn nộ nhưng mà hồi thấy cũng tội nghiệp nó ha. Thôi, cũng kệ. Okay. Ồ, trên đường về thì mình cũng có một cái thắc mắc là không biết mấy cái nhóc rồng tí hon này nhân giống lên kiểu gì. Ây, ao, ao, ao. Oh man, mình còn dính cái hiệu ứng kiểu như là ác long. Ác long cấp độ 2 nè, thế nên là kỵ sĩ rồng sẽ truy nã mình nha. Ui, là mình phải đứng trước nhà đợi cho hết hiệu ứng mình mới vô nhà được, không thôi là sẽ bị đập ấy. Rồi, trở lại với mấy cái nhóc rồng tí hon này nè. Mình sẽ thử cho ăn cá coi, có ăn... Ui, gặm luôn rồi. Oh, vậy thì thôi, mình sẽ không cho ăn cá đâu, mình sẽ chuyển sang cho gặm kiếm đi. Kim cương thì mình cũng có nhiều nhiều rồi đó. Để bây giờ mình sẽ làm coi coi mình đếm quân số. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 nhóc. Vậy mình sẽ làm 6 thanh kiếm.
Sau khi có 6 thanh kiếm thì bây giờ mình sẽ phân phát cho mỗi nhóc một cây. Hai, cầm kiếm lên sau này đi chiến đấu với anh nha. Mình cũng có lính rồi đó. Đội binh này là mình mới tuyển nha. Nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà có giỏi đấy. Trời, nhóc nào cũng cầm kiếm nhìn chất chưa kìa. Chỉ tiếc là không có mặc được giáp thôi. Phải mặc được giáp nữa là mình sẽ cho mặc giáp luôn, để có thể ngầu ngầu giống như mình vậy nè. Ra trận là hết sảy đó nha. Ôi chết chết, mình mới đập nhà. Nói tóm lại, trong ngày hôm nay thì mình đã tiếp tục cái trên cái hành trình trả những cái mối thù từ ban đầu tới giờ. Đồng thời thì mình cũng trạm chán với một cái con boss ở cái vùng đầm lầy. Đó chính là một cái con cóc khổng lồ. Nó còn rơi ra một vật phẩm giúp mình có thêm một cái đệ tử cóc nè. Cũng khá là ok, tuy nhiên thì máu khá là thấp luôn, nên mình cũng giữ lại, không muốn cho ra chặn nhiều, kẻo cái nhóc đó lại ngụm củ tỏi nữa thì hơi uổng. Và sắp tới thì mình sẽ tìm cách để kiếm thêm thật là nhiều dòng sửa chữa để mình ghép vào cái set đồ này thôi, chứ bữa nay mình cũng hơi nhỏ. Dạy nghề mãi mà các bác chân làng không có bán sách sửa chữa gì hết. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.